Chào tất cả các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy rang hạt rẻ, rang hạt thực phẩm, rang hạt đậu phụ, rang lạc, rang rang tàu thịt này, tàu ruốc này, tàu ốp này, tàu các loại hạt rẻ, hạt dưa, hạt sen. Với mẫu máy này thì chất liệu của máy là bằng inox, nguyên liệu rất là bền và chắc chắn. Máy này là công suất 5500W, điện là điện 220V và điện là có thể, và bên mình có điện 380V đấy, 220V 380 đô, đều có thể inox rất dày dặn và chắc chắn. Các bạn có thể thấy chế độ đảo 2 chiều, công tắc đảo 2 chiều, nhiệt độ là từ 0 cho đến 300 độ C đấy, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ đảo 2 chiều. Máy có bánh xe đẩy rất là tiện lợi. Bồi mẻ máy này công suất là được 10 đến 20 cân, trung bình là 15 cân một mẻ nhé. Đấy. Các bạn mua máy xin hệ có số 0934468222, website sưởngmaythanhhoa.com viết liền không dấu, địa chỉ là 79 Lòng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Số 0934468222 này mình có dùng Zalo và Facebook nhé. Các bạn có thể liên hệ mình qua số Facebook, Zalo, Facebook. Bên mình rang, máy rang này, bên mình còn một loại chảo rang đứng nữa. Và các loại máy khác như máy xay nghệ này, máy xay đồ nghệ này, máy rửa củ quả này, máy chế biến, máy ép tinh dầu này, máy làm canh tươi này, máy lọc quay vịt này, máy ép mía này, máy xay thịt, máy xay giò này, máy hút chân không, máy hút dầu này, máy ép dầu này, máy viên thịt này, máy viên chả này, máy bấm thịt tự động này, máy chiết xóc dung dịch tạp sệt này, tủ hấp giò chả này, nồi nấu phở, nồi nấu cháo này, máy hút chân không này, máy thái thịt này, máy xay thịt, máy viên thịt này. Đấy. Máy ép dầu này, rất nhiều các loại máy xay tinh bột nghệ và máy xay sống dây nhá. Đấy, các bạn mua hàng liên hệ con mặt số này 0934 48222, website sưởng máy Thanh Hóa com với liền không dấu, chỉ là 79 Lòng Phong, phòng 3 Đình, thành phố Thanh Hóa. Đấy, máy chất liệu đảo inox nhá, rất dày dặn và chắc chắn nhá. Cái công tắc này, này đảo 2 chiều này. Đấy, các bạn có thể đảo vừa lại. Đấy. Đây, khóa rất là đẹp nhá. Tiện lợi cho các bạn nhé. Đây mình giá hàng toàn quốc nhé. Các bạn mua máy thì liên hệ qua mình nhé. Chỉ 7 chiếc đồng phong, phòng 3 Đình, phòng 3 Đình. Mình có dùng Zalo, Facebook.